hiện tại chị đang có mặt tại một quán cà phê rất là cute trên phố Phan Đình Phùng. Và mọi người ơi, tại không gian thơ mộng như thế này, tại sao chúng ta không chụp ảnh nhỉ? Và hôm nay thì chị muốn các bạn cùng mình test thử khả năng chụp ảnh của camera Galaxy S21 Ultra nhé. Bởi vì năm nay Samsung có rất là nhiều tính năng hay ho trên cụm camera này. Và ngoài ra, nhân vật đồng hành cùng chị ngày hôm nay còn có cả em iPhone 12 Pro Max nữa cơ. Và chị gợi ý các bạn hiện tại âm thanh, chất lượng hình ảnh các bạn đang xem là chị quay bằng em Galaxy S21 Ultra nhé. Bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Ting. Vào bài đánh giá chi tiết, bạn nào mà đang quan tâm đến siêu phẩm Galaxy S21 Ultra thì tại hệ thống của Di động Thông minh đang cho phép đặt hàng trước với bộ quà tặng 8,5 triệu. Và nếu như các bạn không lấy quà thì sẽ được giảm mà 5 triệu. Đó, một lần nữa kết thúc video của mình, bạn nào quan tâm thì hãy click vào đường link mình để dưới phần mô tả. Bây giờ thì mình sẽ điểm lại thông số camera của em Galaxy S21 Ultra trước nhé. Cam chính của máy vẫn là 108 MP, khẩu độ f1.8. Một camera góc siêu rộng là 12 MP, khẩu độ f2.2. Một camera tele là 10 MP, khẩu độ f4.9. Đây là camera mang lại khả năng zoom là 10x. Một camera tele 10 MP nữa với khẩu độ f2.2 và có khả năng zoom 3x. Và camera selfie của máy là 40 MP, khẩu độ f2.2. Vẫn như thế hệ trước thì Samsung sẽ không sử dụng camera macro, thay vào đó là hai camera tele với khả năng zoom 10x và zoom 3x. Ngoài ra thì Samsung đã đưa cảm biến laser trên Galaxy S21 Ultra để máy có thể bắt nét tốt hơn. Đầu tiên là những bức ảnh ở camera chính đi. Ở môi trường ánh sáng đầy đủ và tông hồng như thế này nên máy tinh chỉnh cho da của mình mịn màng hơn, màu á và màu bánh thì được nâng lên một chút. Nhìn tổng thể bức ảnh thì mình thấy màu sắc rất là đẹp, nịnh mắt. Các bạn có thể up trực tiếp lên mạng xã hội rồi mà không cần phải chỉnh sửa gì nữa. Sang đến những bức ảnh ngoài trời trên Galaxy S21 Ultra thì da của mình được chỉnh sáng hơn một chút, trong khi nước ảnh của iPhone 12 Pro Max thì chân thật hơn. Đây vẫn là sự khác biệt giữa hai dòng nhà sam và nhà táo từ trước đến nay rồi. Nhìn chung thì iPhone 12 Pro Max và S21 Ultra đều cho chất lượng hình ảnh tốt như nhau, chi tiết đều rất sắc nét và màu sắc thì chân thực. Sang đến những ảnh góc rộng thì nhìn vào bức ảnh thôi, các bạn có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa iPhone 12 Pro Max và Galaxy S21 Ultra. Có vẻ như camera góc rộng của S21 Ultra đã làm tốt hơn về khả năng thu sáng và cân bằng trắng thì nó cũng chính xác hơn. Màu sắc của iPhone 12 Pro Max thì mình thấy là bị sai so với thực tế. Chụp bằng camera góc rộng thế nên cảnh vật của hai máy đều bị méo, tuy nhiên thì các chi tiết vẫn được lưu lại sắc nét. Chụp ảnh góc rộng ở điều kiện ánh sáng trong nhà thì mình phát hiện bắt đầu xuất hiện noise, chỉ zoom lên một chút thôi là ảnh có hiện tượng nhiễu hạt rồi. Tuy nhiên các bạn cũng phải hiểu một điều là đây là bức ảnh mình chụp ở điều kiện trong nhà nhé. Ánh sáng chủ đạo và tông hồng, thế nên là rất khó để giữ lại chi tiết. Còn lại về màu sắc thì mình thấy rất là chân thực và sát với thực tế. Galaxy S21 Ultra thì vẫn có cam chính là 108 MP. Ở đây thì mình cũng đã chụp thử một vài bức ảnh ở cả hai chế độ là chế độ thường và chế độ 108 MP để các bạn có thể nhận thấy sự khác biệt rõ ràng. Ở ảnh 108 MP thì máy tập trung giữ lại chi tiết ở chủ thể nhiều hơn, màu xanh của lá thì sát với thực tế hơn. Còn ở chế độ thường ấy, thì như thường lệ thì Samsung sẽ tinh chỉnh màu da chủ thể và cảnh vật lên một chút để bức ảnh sáng hơn, do đó là màu sắc cũng sẽ sai lệch hơn một chút so với bên ngoài. Như các bạn đã biết ấy, thì năm nay Samsung sẽ sử dụng tới 2 camera zoom trên Galaxy S21 Ultra chứ không phải zoom bằng phần mềm như những sản phẩm trước. Và đúng là hãng nó không làm cho người dùng phải thất vọng. Đây là 3 bức ảnh mình chụp bằng camera 10 MP, zoom 10x và zoom 3x và một camera thường. Màu sắc thì mình thấy là rực rỡ, càng zoom gần chi tiết càng sắc nét và không hề có hiện tượng nhiễu hạt hay là răng cưa. Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ không thể bỏ qua những bức ảnh xóa phông của Galaxy S21 Ultra đúng không nào? Và mình sẽ show cho các bạn thấy bức ảnh xóa phông mình chụp giữa iPhone 12 Pro Max và Galaxy S21 Ultra để các bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa hai máy. Như các bạn thấy đấy thì S21 Ultra màu sắc trong hơn đúng không nào? Màu đen sâu và da của mình vẫn được chỉnh trắng lên một chút, trong khi iPhone 12 Pro Max thì độ tương phản khá là thấp, dẫn đến màu sắc không có độ chính xác cao. Tuy nhiên, bù lại thì đường viền xóa phông chủ thể trên iPhone 12 Pro Max lại tách bạch hơn so với bức ảnh xóa phông trên S21 Ultra nhé. Cuối cùng là những bức ảnh chụp đêm của Galaxy S21 Ultra. Ở bức ảnh này thì mình chụp ở điều kiện rất là tối. Tuy nhiên, chất lượng ánh sáng trên biển hiệu cao nên là chi tiết rất là rõ, độ tương phản giữa màu vàng và màu đỏ rất là cao. Và mình đứng khoảng cách khá là xa. Tuy nhiên,
Khi zoom lên những dòng chữ biển hiệu, thậm chí không cần zoom, các bạn vẫn nhìn rõ và không hề có hiện tượng răng cưa hay nhiễu hạt đúng không nào? Tiện đây thì mình cũng đã test luôn khả năng chụp đêm của camera zoom 10x và zoom 3x để các bạn tham khảo chất lượng hình ảnh. Đấy các bạn thấy không? Mặc dù thiếu ánh sáng nhưng vẫn không hề làm khó Galaxy S21 Ultra. Màu xanh của biển hiệu vẫn rất là chân thực và sắc nét. Đặc biệt thì năm nay, Samsung đã nâng cấp khả năng quay video 4K ở chế độ 30fps giúp người dùng chúng ta có thể quay video cùng lúc 4 ống kính từ cam thường, cam góc rộng, camera zoom 3x và zoom 10x. Và chất lượng của video 4K thì các bạn không cần phải suy nghĩ nữa rồi. Màu sắc vô cùng sắc nét và chân thực đúng không nào? Zoom lên thì chi tiết rất là tốt và màu sắc thì có phần rực rỡ hơn bên ngoài. So sánh khả năng quay video chống rung giữa iPhone 12 Pro Max và Galaxy S21 Ultra thì mình nhận thấy rằng là cả hai máy đều mang lại khả năng chống rung tốt. Tuy nhiên thì chi tiết trên iPhone 12 Pro Max thì sắc nét hơn và màu sắc thì sát với thực tế hơn nhé. Bên cạnh đó, năm nay Samsung còn bổ sung thêm một tính năng mà chưa từng có trên dòng smartphone nào. Đó chính là tính năng quay video góc nhìn đạo diễn, cho phép chúng ta quay video bằng cả cam trước và 4 camera sau. Rất là hay ho. Cuối cùng thì mình cũng đã thử nghiệm khả năng chụp zoom 100x của chiếc máy này. Rất tiếc rằng mình không mang theo Galaxy S20 Ultra ở đây. Thế nhưng mà nhìn chung thì Samsung đã khắc phục được rất là tốt khả năng chụp zoom 100x mà không cần phải gimbal. Chúng ta có thể zoom 100x dễ dàng hơn mà không lo bị mất khung hình nhé. Mình nghĩ đối với bạn nào mà thích quay phim chụp ảnh vào những ngày Tết như thế này ấy, thì với những tính năng cao cấp trên Galaxy S21 Ultra sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều để các bạn sáng tạo ra những thước phim ý nghĩa. Tổng kết lại, qua những bức ảnh mình đã chụp bằng Galaxy S21 Ultra thì các bạn cũng dễ dàng cảm thấy được rằng là năm nay Samsung đã cố gắng nâng cấp rất là nhiều về camera trên siêu phẩm của mình đúng không nào? Về cả khả năng quay chụp cũng như quay video. Máy hoàn toàn có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu sử dụng của người dùng mà không lo bất cứ vấn đề nào trong quá trình sử dụng. Các bạn có cảm nhận như thế nào về siêu phẩm Galaxy S21 Ultra lần này? Hãy để lại comment phía bên dưới chia sẻ với mình nhé! Và nếu như các bạn đang quan tâm muốn mua S21 Ultra thì đừng quên truy cập ngay vào website dilongthongminh.vn để tham khảo chương trình đặt hàng vô cùng hấp dẫn. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video của mình và đừng quên like, subscribe kênh YouTube Đi Review để theo dõi nhiều thông tin hữu ích về công nghệ nhé. Bye bye!